Yêu tinh nhện. Shizuko, ngươi có biết lâu đài đang có sự vụ gì không? Hay sắp tới lễ hội nào mà ta không biết? Phu nhân, người không biết ư? Hôm nay lãnh chúa Taka của chúng ta sẽ mang về một người thiếp mới. Những người hầu trong lâu đài đang chuẩn bị tiếp đón vị phu nhân mới ấy đấy. Sao? Ông ta lại muốn nạp thêm một người vợ mới ư? Thế còn ta? Ông ta mới lấy ta về chưa lâu cơ mà. Ta phải đi gặp ông ấy hỏi cho ra nhẽ. Lãnh chúa, người có từng ấy thề thiếp mà vẫn chưa đủ hay sao? Churu, bổn vương nàng xông vào phòng ta rồi nói những lời hỗn sự đó là thế nào? Thế còn em? Người mới lấy em về chẳng bao lâu mà nay đã có thêm thiếp mới. Người lại định để em vò vỏ một mình trong căn phòng lạnh lẽo như những phu nhân trước đây ư? Nàng có quyền gì mà dám chỉ trích ta? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Ta có quy quyền tối cao ở đây, ta muốn gì chẳng được. Ngài chẳng thèm đoái hoài gì đến em, hóa ra đã sớm say đắm một kẻ khác. Em thật hối hận vì đã về đây với ngài. Lão sự, đã là thê thiếp của ta thì nàng nên biết điều mà câm miệng đi mới phải. Mau rời khỏi phòng ta ngay lập tức, nếu không ta cho lính cô cổ nàng lại đấy. Nào, các chiến thần samurai của ta, hôm nay ta mở tiệc đãi các ngươi, coi như tri ân các ngươi đã phục vụ ta tận tâm những năm qua. Đa tạ lãnh chúa. Samurai Yorimitsu tới. Xin lãnh chúa thứ lỗi cho tôi đến muộn ạ. Mong người đừng trách tội. Yorimitsu, samurai dũng cảm nhất của ta đây rồi. Sao ta có thể trách tội ngươi? Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ từ ngàn trùng xa về đây với ta chỉ để uống một ly rượu mừng. Sao ta chưa thấy vị samurai này ở lâu đài bao giờ? Phu nhân, đây là samurai giỏi nhất của lãnh chúa đấy. Người mới về nên có khi chưa biết. Ngài ấy còn rất trẻ tuổi mà võ nghệ rất cao cường, tính tình còn trung trực khẳng khái, lãnh chúa rất tin dùng. Nam chàng ta thật dũng mãnh, ước gì ta cũng có một người chồng giống như chàng. Nàng mới ngọt ngào làm sao? Phu nhân, người cũng vào nghỉ sớm đi ạ. À, chẳng mấy mà lãnh chúa lại lấy thêm người vợ nữa. Nếu người vì thế mà buồn thì cả đời sẽ không bao giờ sống thanh thản ở chốn này. Ta cũng không còn buồn nữa, nhưng ta thấy cảm thấy cô đơn quá. Giá như ta có một người đàn ông của riêng ta, một người đàn ông khỏe mạnh, trai tráng và đẹp giống như... giống như samurai Yorimitsu vậy. Phải rồi, tại sao lại không cơ chứ? Khi mà lão già Kata sẽ lấy thêm nhiều vợ và bỏ rơi ta trong lâu đài lạnh lẽo này. Ngài Yorimitsu, ngài nghỉ tay uống một chén trà đã. Phu nhân Choro, phu nhân tới đây có việc gì thế ạ? Thấy ngài sáng tối đều chăm chỉ luyện kiếm ở đây, ta thật không nén nỗi tò mò và khâm phục, nên tới thăm ngài đấy. Nhưng thưa phu nhân, nơi này vắng vẻ, chỉ có phu nhân và tôi ở đây, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác. Phu nhân nên về đi thì hơn ạ. Sao nào, ngài không làm gì, ta không làm gì, thì sao phải sợ? Ta còn đang muốn được hiểu lầm đây. Phu nhân, xin người cẩn trọng lời nói. Phu nhân, người cẩn thận, người sao thế ạ? Tự dưng ta chóng mặt quá, đầu óc ta quay cuồng. Để tôi dìu người về phòng ạ. Không cần, ta không muốn quay về lâu đài lạnh lẽo ấy. Xin ngài đừng đưa ta về đó nữa. Nhưng thưa phu nhân, ta không thể chịu đựng được sự ghẻ lạnh của lãnh chúa Taka. Người trong lòng ta duy nhất lúc này chỉ có chàng thôi, Yorimitsu. Phu nhân, người hãy giữ khoảng cách đi ạ. Thân phận chúng ta không thể gần gũi thế này được. Sao lại không được, Yorimitsu? Ta có thể dâng hiến cho chàng tất cả. Chàng không nói, ta không nói thì sẽ không ai biết được mối quan hệ này. Chàng không thấy ta xinh đẹp ư? Hay chàng đang chê bai ta? Phu nhân, có lẽ bây giờ tâm trạng và sức khỏe người không tốt. Tôi xin người hãy tỉnh táo lại đi ạ. Bây giờ tôi phải đi rồi.
Phu nhân hãy ngồi đây nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại. Với tôi, hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra hết, và tôi cũng sẽ quên hết những lời phu nhân nói. Ngươi cự tuyệt ta, ngươi dám từ chối tình yêu của ta. Ngươi cũng chỉ là một gã đàn ông mà thôi. Được, ta không tin ngươi có thể giả vờ thanh cao được mãi. Shizuka, người thấy ta thế nào? Có phải dạo này ta già đi nhiều không? Phu nhân, người vẫn đang độ tuổi xuân sắc nhất. Mái tóc của người vẫn đen nhánh, đôi môi đỏ mọng chẳng cần son, làn da trắng muốt như tuyết mùa đông. Ánh mắt người vẫn long lanh, sóng sánh lắm ạ. Vậy mà ta lại không có được tình cảm của chàng ấy. Dạ, ý người là lãnh chúa. À, ừ, đúng rồi đấy. Ta ngày đêm nghĩ ngợi, không biết phải làm thế nào để lãnh chúa mãi mãi say mê ta. Shizuka, chuyện ta dặn ngươi, ngươi làm đến đâu rồi? Phu nhân yên tâm, mê hồn hương mà phu nhân dặn, con đã cất công thuê người đi đến tận núi Yuri để lấy về. Không ai biết chứ? Tuyệt đối không ai biết, thưa phu nhân. Được, mau đưa cho ta. Phu nhân, những bậc thầy thảo dược ở núi Yuri có nói, chỉ cần người đốt một ít hương liệu ở gói này trên các đĩa đèn thì không ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của người ạ. Bảo đảm lãnh chúa sẽ mãi mãi thuộc về người. Tốt, tốt lắm. Mùi gì lạ thế nhỉ? Sao phòng mình lại có thứ mùi này? Hình như nó phát ra từ những đĩa đèn. Yorimichi, ta đợi chàng mãi. Phu nhân, sao người lại ở đây? Xin người hãy về đi. Tôi không muốn ai khác bắt gặp người trong phòng riêng của tôi đâu. Chàng đừng xua đuổi ta nữa, vô ích thôi. Chàng có thể cự tuyệt ta được lần đầu, nhưng ta tuyệt đối không để có lần thứ hai. Phu nhân, sao người cứ đi theo tôi khi người đã có chồng? Tôi là samurai phục vụ lãnh chúa, chồng của phu nhân. Tôi càng không thể phản bội ngài ấy. Chàng không phải sợ, đời người sống được có một lần, tại sao chúng ta không đi theo tiếng gọi trái tim mình? Hãy để cho ta trao cho chàng những gì ta có. Phu nhân, tôi không có tình cảm gì với phu nhân cả. Xin phu nhân được tiếp tục thế này nữa. Nếu không thì tôi sẽ dùng thanh kiếm và lời thề trung thành của mình để chứng minh lòng trong sạch ở đây. Ngươi đang dọa dẫm ta. Xin phu nhân lượng thứ, tôi chỉ làm những việc đúng bổn phận của mình. Ngươi không hối hận vì đã cự tuyệt ta? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ vượt quá giới hạn cho phu nhân. Được lắm, ngươi hãy nhớ những lời này, sẽ có ngày ngươi phải hối hận. Thật là một tên samurai cứng đầu. Không có ngươi, ta sẽ có những người đàn ông khác. Dạo này phu nhân Zoro có chuyện gì không vui à? Hay nàng ấy đang bị ốm? Sao ta thấy nàng ấy ít khi thăm hỏi ta như ngày trước? Dạ bẩm lãnh chúa, con có hỏi Shizuka, người hầu thân cận của phu nhân, thì cô ta nói phu nhân dạo này tâm trạng không tốt ạ. Vậy sao? Hay vì ta cưới thêm thiếp mới nên nàng ấy giận dỗi? Dù gì trước đây nàng ấy cũng là phu nhân trẻ đẹp nhất của ta. Bẩm lãnh chúa, phu nhân giận dỗi là chuyện thường tình. Có lẽ người nên quan tâm đến phu nhân hơn ạ. Phải rồi, ta sẽ cho nàng ấy một bất ngờ. Bẩm lãnh chúa, phu nhân hiện đang không có ở phòng ạ. Cái gì? Luật lệ trong lâu đài này là các thê thiếp của ta không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta. Tại sao nàng ấy dám làm trái? Người nói mau, Zoro hiện đang ở đâu? Bẩm lãnh chúa, con thực sự không biết gì cả. Phu nhân chỉ nói với con là nếu người dám nói dối nữa câu, cái mạng của người cũng không còn đâu. Còn muốn che giấu sao? Nào, chàng uống với ta ly rượu này đã rồi hẳn về. Ôi trời, con chim sẻ đáng yêu của ta ơi,
đến lúc ta phải đi rồi. Đợi trời sáng, người khác nhìn thấy ta lại phiền nhiễu ra. Chàng không thương em nữa. Sao ta lại không thương nàng chứ? Nhưng nàng dù gì vẫn là vợ của lãnh chúa ta ca. Hắn mà biết nàng đang trong vòng tay ta, chắc chắn sẽ tức đến ói máu mất. Kệ hắn ta, em không quan tâm. Hắn có cả tá phụ nữ vây quanh, nào có nhớ gì đến em nữa mà lo. Ngay cả chàng cũng là kẻ thù của hắn, thì cần gì phải lo hắn nghĩ gì. Được rồi, ta biết rồi. Nàng không biết đó thôi. Trước đến giờ ta ca luôn dênh giáo ở vùng đất này, không thèm nhìn ta bằng nửa con mắt. Nhưng giờ vợ hắn đã là vợ của ta. Hắn thật nhục nhã làm sao. Miễn chàng luôn ở bên em là được rồi. Ngày mai chàng lại đến nhé. Em sẽ tới đây đợi chàng. Được rồi, được rồi. Ta sẽ không bỏ nàng đâu. Tất cả bao dây căn lầu này cho ta. Giọng nói này là của Yuri Michu. Sao anh ta lại ở đây? Là tiếng của ai? Lẽ nào ta ca đã biết chuyện nàng ở đây? Không thể nào. Em đã dặn dò người hầu rất kỹ. Yuru, ta không ngờ ngươi lại phản bội sau lưng ta. Lãnh chúa, xin người tha thứ cho em. Shito, ngươi vì thù riêng mà dám vụng trộm với thề thiếp của ta ư? Thật bẩn thỉu. Xin lãnh chúa ta ca xa tội. Là cô ta đã dụ dỗ tôi. Shito, ngươi ăn không nói có như vậy mà không thấy hổ thẹn. Chúng ta đều tự nguyện ở đây, ngươi nói ai dụ dỗ? Còn không phải cô quyến rũ tôi sao? Cô nói cô lạnh lẽo, cô đơn, cô không có tình cảm với lãnh chúa ta ca, nên cô muốn tìm niềm vui bên người khác. Ngươi đúng là tên bỉ ổi. Ta bỉ ổi, còn cô chắc là thanh cao. Hôm nay ta sẽ xin lãnh chúa xá tội và làm tôi tớ cả đời cho ngài ấy. Còn cô, một người vợ chuyên làm chuyện bại hoại đạo đức, thật không thể chấp nhận được. Lãnh chúa, xin chàng tha thứ cho em. Chàng đuổi em đi cũng được, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa. Muốn rồi, ngươi nghĩ mọi chuyện cứ thế sẽ được giải quyết và ngươi sẽ được xá tội dễ dàng sao? Lãnh chúa, em xin chàng hãy nể tình bao lâu nay em phục vụ hầu hạ chàng, nể tình chúng ta đầu ấp tay kề bấy lâu. Ngươi đã sỉ nhục ta mà nghĩ vẫn còn tư cách để nói chuyện tình nghĩa vợ chồng với ta. Em xin chàng, chàng muốn gì em cũng sẽ làm cho chàng, chỉ cần chàng tha tội chết cho em. Được, người đâu, đưa phu nhân về nghỉ ngơi. Còn Shito, nhốt hắn vào ngục chờ ngày xử tội. Đội ơn lòng bao dung của chàng, đội ơn chàng. Mở cửa ra, sao lại nhốt ta ở đây? Ta đã bị nhốt 10 ngày nay rồi. Mau mở cửa cho ta gặp lãnh chúa. Phu nhân, lãnh chúa muốn gặp người. Lãnh chúa muốn gặp ta? Người nhớ ta sao? Phu nhân, người đừng hỏi nhiều nữa, mau đi theo chúng tôi. Lãnh chúa, người muốn gặp em sao? Người nhớ em rồi đúng không? Yuru, mấy ngày qua nàng tiêu tủy đi nhiều rồi phải không? Em vẫn còn giữ được mạng là nhờ ơn của lãnh chúa. Người đâu, mở rương. Cái rương đó có gì vậy thưa lãnh chúa? Sao người lại dẫn em tới cái rương này? Rồi nàng sẽ biết. Yuru xinh đẹp của ta. Xin người đừng để em lại gần lũ nhện độc đó. Em sợ lắm thưa lãnh chúa. Nàng gọi chúng là nhện độc sao? Yuru, hay nàng cũng chính là một con nhện độc, dùng sắc đẹp và bản tính lăng loạn để quyến rũ đàn ông. Ta ca, ta không ngờ ngươi lại dở thủ đoạn hèn hạ trắng trợn như vậy. Thà rằng ngươi cứ giết quách ta từ lúc thấy ta ở trên căn lầu đó, còn hơn hành hạ ta bằng cái chết từ từ đau đớn như thế này. Yuru bé nhỏ, từ lúc nàng về làm thiếp của ta đến giờ, nàng thấy ta đã bao giờ cho kẻ thù một cái chết êm ái chưa? Ngươi, ta căm thù ngươi tận xương tủy.
là do chính người đã đẩy ta đến bước đường này. Lãnh chúa, xin người nghĩ lại. Hình phạt xử tử này có vẻ quá tàn nhẫn với phu nhân rồi. Dù gì phu nhân cũng từng là thê thiếp của người. Yorimitsu, ngươi nhầm rồi. Chính vì á ta là thê thiếp của ta nên ta mới không bao giờ tha thứ cho á được. Đây là sự trừng phạt á xứng đáng phải nhận. Yorimitsu, chính ngươi là người cho bao vây và bắt ta ngày hôm đó. Ngươi cũng đẩy ta tới cái chết, giờ còn tỏ ra cao thượng sao? Zoro, ngươi nói quá nhiều rồi đấy. Đến giờ ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận trả giá cho tội lỗi của mình sao? Tội lỗi của ta? Ngươi là lãnh chúa, ngươi lấy ta về nhưng bỏ mặc ta trong gian phòng lạnh lẽo chẳng đoái hoài. Ngươi được phép có nhiều thê thiếp, còn ta thì không được phép qua lại với nhiều người đàn ông sao? Lũ đàn ông các người đều như nhau cả, đều tham lam và đạo đức giả. Lão sư, người đâu, thả ả vào rừng. Ta không muốn ả lải nhải thêm lời nào bên tai ta nữa. Ta có chết cũng sẽ ám theo người đến cùng. Ta có chết cũng phải đem các người xuống địa ngục. Chàng ơi, chàng chết thảm quá. Trời ơi, ghê quá. Anh ấy sao mà chết vậy? Nhất định là bị con yêu tinh nhện hại rồi. Yêu tinh nhện? Chỗ này có yêu tinh đó sao mọi người? Nghe nói trong hẻm sâu nhất có một con yêu tinh nhện. Ả phạm tội gì to lắm, bị thả vào rương toàn nhện. Hồn ả hòa vào đám nhện, biến thành yêu tinh nửa người nửa nhện, tàn nhẫn và căm hận đàn ông. Con quái vật ấy thường hóa thành một cô gái hấp dẫn, xuất hiện trong những khu vực hoang vắng, ít người qua lại. Ả thổi sáo lả lời để quyến rũ đàn ông, trói họ vào mạng nhện khủng khiếp và tiết nọc độc giết chết họ. Yêu tinh nhện bị thả vào một cái rương nhện sao? Thôi đúng rồi, nếu quả thực như vậy thì lãnh chúa hẳn đang gặp nguy hiểm. Ta phải quay về xem sao. Các ngươi, lãnh chúa hiện giờ đang ở đâu? Sao vậy ngài Yorimitsu? Lãnh chúa hiện đang nghỉ ngơi cùng người thiếp mới, ngài ấy không tiện gặp ai đâu. Người thiếp mới? Đúng vậy, hôm qua ngài ấy gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp trên đường đi dạo quanh núi Saito. Cô ấy biết thổi sáo, quyến rũ vô cùng. Ngài ấy mê mẩn từ phút đầu tiên và đã đưa cô ấy về lâu đài. Hỏng rồi. Ngài nói sao cơ? Hỏng cái gì cơ ạ? Mau đưa ta đến chỗ lãnh chúa, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Không được thưa ngài, lãnh chúa đã dặn không cho phép ai vào. Chuyện này liên quan đến tính mạng lãnh chúa, các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Trời ơi, ngài lãnh chúa! Quá muộn rồi, ngài ấy đã chết. Con yêu quái đã chạy đi rồi. Cô gái mà ngài ấy gặp trong rừng chính là con yêu tinh nhện biến hình. Trời ơi, giá như chúng tôi nghe lời ngài chạy vào sớm hơn, có khi đã bắt được nó. Không phải lỗi của các ngươi, có lẽ ta phải chạy vào núi Saito một chuyến rồi. Hang ổ của con yêu quái ấy ở đâu nhỉ? Không ngờ những lời cay độc cô ta nói trước khi chết lại trở thành sự thật. Mình phải thật cẩn trọng. Sao ta chẳng nhớ gì cả thế này? Hình như ta vừa bị ngã. Ngài có sao không? Nước, cho tôi ngụm nước. Nước đây, ngài uống đi. Có lẽ ngài bị thương nặng rồi. Cảm ơn cô, tôi không sao. Hay ngài về nhà tôi để dưỡng thương cái đã. Bây giờ cũng đang khuya khoắt, ngài không thể ở đây một mình. Ấy, sao ngài lại chĩa kiếm vào người tôi? Tôi có làm gì ngài đâu. Yêu quái, mau hiện nguyên hình. Ngài nhầm rồi, yêu quái nào chứ, tôi có biết đâu. Tôi tên là Yoko. Đừng hòng lừa được ta. Ngươi là linh hồn của Zoro có phải không? Ngài mất trí rồi, tôi không biết Zoro nào hết. Xin ngài bỏ kiếm xuống, tôi sợ run lên rồi đây này. Tôi đang muốn giúp ngài mà, ngài nỡ đối xử với người tốt như vậy ư? Nhìn cô ấy rất hiền lành,
không có vẻ gì là của Zoro độc ác cả. Có lẽ mình đã quá cảnh giác nên lo lắng quá mức. Có lẽ tôi nhầm. Tôi xin lỗi. Nhà cô ở đâu? Tôi có thể về đó dưỡng thương được không? Được chứ. Nhưng ngài không được chĩa kiếm vào mặt tôi lần nữa đâu đấy. Sao thế này? Sao ta cảm giác có thứ gì đó trói chặt tay ta? Người chính là yêu tinh nhện Zoro. Thật không hổ danh là samurai dũng cảm thông minh nhất của lãnh chúa Taka. Không có gì qua mắt nổi ngươi. Ngươi đã giết chết lãnh chúa và rất nhiều người đàn ông khác đi qua hẻm núi này. Đúng. Ta căm hận đàn ông. Ta căm hận lãnh chúa Taka. Và ta căm hận cả ngươi. Ngươi căm hận lãnh chúa Taka, ta có thể hiểu lý do. Nhưng tại sao ngươi lại căm hận ta và những người đàn ông khác? Ngươi cũng như bọn chúng cả thôi. Chính ngươi là một phần nguyên nhân khiến ta phải đến nông nỗi này. Oán hận của ta không bao giờ chấm dứt. Ngươi có thể giết được ai, nhưng ta thì không giống họ đâu. Trời ơi, không ngờ mình suýt trở thành một trong những xác chết ấy. Chỉ những kẻ háo sắc mới rơi vào cạm bẫy chết người của yêu tinh nhện. Ngày nay, yêu tinh nhện Zoro Gomu vẫn được phổ biến trong truyền thuyết Nhật Bản để cảnh báo, đe dọa những người đàn ông ham mê tử sắc, đam mê ái tình, để rồi nhận lấy kết cục đau thương. Kẻ quấy nhiễu trong bóng tối. Trên thảm đỏ của liên hoan phim năm nay là cặp đôi vàng của làng giải trí sẽ có một hôn lễ cổ tích vào cuối năm nay. Nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Quang Đăng và siêu mẫu My Lan. My Lan, cẩn thận! Em có sao không? Suýt nữa thì em chết rồi. Có người trên sân thượng, kẻ đó cố tình ném chậu cây xuống để hại em ư? Sáng ra thì suýt bị người ta hại chết, trưa thì nhận được những thứ đáng sợ này. Kẻ nào mà lại làm ra những trò thế này? Nếu tôi đoán không nhầm thì cô My Lan đã bắt đầu gặp những chuyện này là từ sau khi tin kết hôn của hai người được công bố. Lẽ nào là do phan cuồng chứ? Phan cuồng lại muốn làm tổn thương cô gái tôi yêu bằng cách giết người mang rợ như vậy sao? Ông có biết My Lan suýt chết vì cái chỗ qua đó không? Em cũng nghĩ chuyện này đi quá xa rồi. Nhìn những bức ảnh và hình nộm này, có thể dễ dàng nhận ra kẻ làm ra chuyện này không hề thích việc tôi và My Lan bên nhau. Tôi đã nói với cậu thông tin về đám cưới của cả hai được công bố thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà. Tôi với anh ấy kết hôn chứ có làm điều gì sai trái đâu. Cô My Lan, cô cũng biết cậu Đăng đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Giờ cậu ấy đang là nam thần trong lòng người hâm mộ. Mà đã hâm mộ thì họ rất cuồng tín. Họ muốn chiếm hữu, không muốn cậu ấy thuộc về ai cả. Nhưng chẳng lẽ cả đời này tôi vì sợ fan hâm mộ mà không dám kết hôn? My Lan cũng đã chờ tôi quá lâu rồi. Cô ấy cũng không có tội tình gì cả. Ý tôi không phải như vậy. Chỉ là tôi nghĩ cậu nên tạm hoãn chuyện kết hôn lại để cô My Lan được an toàn. Hai người có thể bí mật ở bên nhau và không cho công chúng biết. Không được, tôi và anh ấy yêu nhau, lấy nhau đàng hoàng, sao lại phải lén lút bí mật chứ? Vì an toàn của My Lan, tôi sẽ thuê vệ sĩ cho cô ấy 24/24. Tôi muốn đường đường chính chính kết hôn cùng cô ấy, không để cô ấy phải ấm ức thiệt thòi.
Hay, tôi chỉ lo cho tính mạng và tinh thần của cô Milan thôi. Chúng ta không thể biết Phan Cuồng họ sẽ làm những gì đâu. Tôi không tin đây chỉ là Phan Cuồng. Hay chúng ta báo cảnh sát đi. Đúng rồi đó. Mà nếu có là Phan Cuồng của tôi thật, thì tôi cũng phải làm cho rõ mọi chuyện một lần, để họ biết đâu là giới hạn. Không được đâu. Nếu chúng ta báo cảnh sát, mọi chuyện sẽ rùm beng lên. Cảnh báo chí sẽ không để chúng ta yên ổn. Còn kẻ làm ra chuyện này sẽ càng trở nên quá khích. Hắn có thể làm ra những chuyện còn đáng sợ hơn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thôi được rồi, để tôi sắp xếp vệ sĩ và âm thầm tìm hiểu, điều tra vụ này xem sao. Khi biết kẻ nào làm ra những chuyện này, chúng ta sẽ báo cảnh sát cũng chưa muộn. Một thời gian sau, ông nói cái gì? Đúng vậy, đây chính là người thời gian vừa qua đã tấn công và nguyên rủa cô Milan. Thực sự là cô ấy sao? Khi điều tra ra, tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng đó là sự thật. Ông chắc chứ? Cô ta cũng khá tinh vi, lập tài khoản giả, địa chỉ giả, số điện thoại rác để gửi những bức ảnh và hình nộm đến chỗ cô Milan. Nhưng cô ta còn non lắm so với đội ngũ thám tử và hacker mà tôi thuê. Họ điều tra ra danh tính và định vị được vị trí của người gửi. Không ai khác chính là cô Linh Đan. Vậy còn người cố tình ném chậu cây từ trên tầng cao, ông đã điều tra ra chưa? Linh Đan không phải là người độc ác như vậy. Tôi biết cô Linh Đan là người yêu cũ của cậu, nên cậu vẫn luôn nghĩ tốt về cô ấy. Nhưng cậu quên rằng trước kia cậu đã bỏ rơi cô ấy phũ phàng thế nào rồi sao? Linh Đan đã bên cạnh cậu dù những năm tháng cậu khó khăn nhất, lận đận đi xin từng gia diễn dù là nhỏ nhất. Ấy vậy mà từ khi cậu dục sáng sau một gia diễn để đời, hào quang của sự nổi tiếng ập đến, cậu đã phản bội cô ấy, quên đi hết những ân tình cũ. Nếu tôi là cô ấy, thú thật tôi cũng sẽ oán hận cậu suốt đời ấy chứ. Có thể khi thấy tin cậu kết hôn cùng cô Milan, nỗi uất hận trong lòng cô ấy bao nhiêu năm trỗi dậy, không kiểm soát được nên mù quáng làm ra những chuyện thế này. Không đúng, dù nghĩ thế nào tôi thấy cũng không thể là Linh Đan được. Với lại chuyện tôi và cô ấy thực chất không như những gì ông thấy ở bề ngoài đâu. Cô ấy và tôi, đến giờ phút này anh vẫn bên vực cô ấy sao? Cô Milan, sao em lại ở đây? Em xin lỗi vì đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng bây giờ anh định thế nào với cô ấy? Biết được người nguyền rủa và tấn công em rồi, anh sẽ báo cảnh sát chứ? Em bình tĩnh đi Milan. Anh nghĩ có gì nhầm lẫn thôi. Anh biết cô ấy tuyệt đối không phải người có tâm địa. Cái gì? Chứng cứ đã rõ mười mươi vậy mà anh vẫn còn bên cô ấy. Chẳng lẽ anh định để cô ấy hại chết em? Hãy khiến em phát điên lên à? Hay anh muốn quay lại với cô ta? Cô Milan, cô cứ bình tĩnh đi. Em biết là anh vẫn còn thấy có lỗi với cô ấy, nhưng nếu anh không báo cảnh sát và khiến Linh Đan biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta thì sẽ không có hôn lễ nào cả. Anh hãy lựa chọn đi, Linh Đan hoặc là em. Milan, sao em có thể khiến chuyện này trở thành cuộc lựa chọn? Em biết anh yêu em thế nào mà. Vậy anh hãy báo cảnh sát đi. Milan, chuyện này thật sự không thể nào do Linh Đan là được. Thật ra anh đừng nói thêm gì nữa, chuyện của chúng ta cũng kết thúc ở đây. Milan, em nghe anh giải thích đã. Ông có thấy tôi là kẻ thất bại không? Tất cả những người tôi yêu thương đều rời bỏ tôi hết. Cậu Đăng, cậu đừng buồn nữa. Chắc cô Milan chỉ giận dỗi nên mới nói vậy thôi. Không, tôi biết tính Milan. Cô ấy rất dứt khoát, nói là làm. Cũng giống như Linh Đan, rất dứt khoát. Ý cậu là sao? Tôi nói cho ông một bí mật nha, chuyện này không một ai biết luôn, trừ tôi và Linh Đan. Chuyện gì vậy? Năm đó người bị bỏ rơi một cách phũ phàng không phải Linh Đan, mà là tôi. Là tôi đấy, ông có biết không? Sao lại có chuyện thế được? Ông cũng thấy vô lý đúng không? Cho đến khi tôi có tất cả,
Lẽ ra tôi có thể bù đắp cho cô ấy những năm tháng vất vả bên tôi, thì cô ấy lại đá tôi. Vậy lý do là gì mới được cơ chứ? Cô ấy nói bị sự nổi tiếng của tôi làm phiền. Cô ấy bị xăm soi, bị mất tự do. Cô ấy nói xung quanh tôi có quá nhiều bóng hồng. Cô ấy thật mệt mỏi khi phải giữ tôi trước những cám dỗ. Rồi cô ấy bảo diễn viên như tôi quá bận rộn, không có nhiều thời gian cho cô ấy. Chính cô ấy mới là người đã quên hết những ân tình cũ, tàn nhẫn bỏ rơi tôi. Năm đó vì quá đau khổ, là sĩ diện và kiêu ngạo, tôi đã nhờ Linh Đang nói dối rằng cô ấy bị tôi bỏ rơi. Sau đó tôi đã quen với Milan để chọc tức cô ấy, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Dần dần tôi lại cảm mến Milan và càng thấy quý trọng Milan hơn khi chứng kiến cô ấy vẫn kiên cường nắm tay tôi vượt qua những sóng gió của showbiz, không như Linh Đan. Vậy nên chuyện Linh Đan hận tôi, làm hại Milan là không thể, là ông nói dối đúng không? Tôi đúng rồi, ông đã nói dối. Đăng, cậu sai rồi à? Cậu Đăng, ôi sao tự nhiên lại mất điện thế này? Tiếng nước chảy ở nhà tắm hay ở đâu thế nhỉ? Có khi nào bị chập điện do rò rỉ nước không? Làm gì có vòi nước nào rỉ nước đâu. Ma! Ôi không! Cái gì đây? Chậu cây dở? Những bức ảnh của ta và hình nộm ta bị mất đồ sao? Cô là ai? Sao cô lại ám tôi? Xin cô hãy tha cho tôi. Cậu Đăng, cậu tỉnh lại đi. Chuyện gì thế? Sao ông hốt hoảng vậy? Cậu Đăng, tất cả mọi chuyện là do tôi làm hết. Từ chuyện tấn công cô Milan đến chuyện gửi ảnh và hình nộm nguyền rủa là một tay tôi làm hết. Ông nói cái gì vậy? Ông bình tĩnh lại đi. Ông bị say nên nói linh tinh à? Không, tôi không say. Là tôi sợ cậu kết hôn với cô Milan sẽ mất đi một lượng fan lớn hâm mộ, mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo, và tôi sẽ bị bớt đi nhiều khoản thu nhập. Vì vậy tôi đã tìm mọi cách để trì hoãn lại việc đám cưới, nhưng cậu đâu có chịu. Ý tôi không phải như vậy, chỉ là tôi nghĩ cậu nên tạm hoãn chuyện kết hôn lại để cô Milan được an toàn. Hai người có thể bí mật ở bên nhau và không cho công chúng biết. Không được, tôi và anh ấy yêu nhau, lấy nhau đàng hoàng, sao lại phải lén lút bí mật chứ? Vì an toàn của Milan, tôi sẽ thuê vệ sĩ cho cô ấy 24/24. Tôi muốn đường đường chính chính kết hôn cùng cô ấy, không để cô ấy phải ấm ức thì thôi. Ban đầu tôi định đổ tội cho đám fan cuồng, nhưng thế không hiệu quả, tôi mới bịa chuyện đổ tội cho Linh Đan. Vì tôi biết nếu là Linh Đan, cậu sẽ không báo cảnh sát. Và cũng chỉ có Linh Đan mới khiến mối quan hệ giữa cậu và cô Milan rạn vỡ. Ông và quan trọng là tôi nghĩ vì cô ta chết rồi sẽ không có gì phiền phức. Ông nói cái gì? Linh Đan, cô ấy đã chết sao? Sao tôi không hề hay biết? Ông nói rõ cho tôi nghe xem nào. Rõ ràng là cô ta đã chết cách đây mấy năm do bệnh ung thư mà. Sao linh hồn cô ta vẫn còn ở đây? Cô ta biết tất cả việc tôi làm. Cô ta bắt tôi nói ra tất cả. Nếu không nói ra sẽ không để tôi yên. Ông nói cái gì? Cô ấy bị ung thư? Cô ấy đã chết mấy năm trước rồi sao? Chẳng trách tôi nghe ngóng tin tức của cô ấy thế nào cũng không ra. Cô Linh Đan, nếu tôi mà biết cô không hề hận cậu Đăng, nếu tôi mà biết linh hồn cô chưa siêu thoát, tôi cũng không dám đụng đến cô đâu. Tôi đã nói ra hết sự thật rồi, xin cô tha cho tôi. Thật sự linh hồn Linh Đan đang ở đây sao? Linh Đan, em ở đâu? Hãy ra đây đi. Tại sao em lại không nói cho anh biết em bị bệnh? Có phải vì vậy mà em đột ngột rời bỏ anh với hàng tá lý do dớ dẫn không? Linh Đan.
Vậy mà anh đã không nhận ra. Anh đã cay cú, tức giận suốt bao năm qua. Anh thật là ngu ngốc mà. Những tháng năm cuối đời, chắc em đã cô đơn và đau khổ lắm đúng không Linh Đan? Linh Đan, là em thật sao? Anh đừng tự trách mình nữa. Dù có đau đớn thế nào, em vẫn thấy quyết định năm đó của mình là đúng đắn nhất. Đó là khoảng thời gian anh mới bắt đầu có chút thành tựu và danh tiếng. Anh phải tập trung cho sự nghiệp của mình. Nếu lo cho em, anh sẽ mất tất cả. Không, với anh lúc đó, em còn quan trọng hơn cả sự nghiệp này. Sao em lại khiến anh trở thành kẻ vô dụng thế này? Anh biết không, chứng kiến anh vất vả và đi xin từng vai diễn, làm đủ mọi công việc để theo đuổi ước mơ diễn xuất, trong em đã có một ước mơ cháy bỏng là được nhìn thấy anh thành công và hạnh phúc. Đó là tâm nguyện lớn nhất của em. Mấy năm nay thấy anh thành công và có Milan bên cạnh, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió, đi đến được hôn nhân, thực sự em rất mừng. Em nghĩ cuối cùng đã đến lúc em có thể yên tâm ra đi rồi. Sao em lại có thể ngốc nghếch như vậy với Linh Đơn? Linh Đơn, em thực lòng đã rất mãn nguyện rồi, không còn uẩn ức hay lưu luyến gì trần gian này nữa. Nếu không phải vì ông ta lấy em ra để phá hoại chuyện của hai người, thì em đã mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh rồi. Xin anh hãy làm sáng tỏ mọi chuyện và giữ lấy người con gái anh yêu. Và từ nay về sau, hãy để em rời khỏi tâm trí của anh. Hãy sống thật hạnh phúc, thay cả phần của em. Linh Đan, cảm ơn em vì tất cả. Thiếu niên anh dũng Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản, thì ra cậu ở đây tập võ. Tôi tìm cậu nãy giờ. Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã tới tìm tôi vậy? Nhà vua ngự thuyền ra Bình Thang ở Dũng Trần Xá, cho triệu tập các dương hầu và quan lại để bàn phương hướng đánh giặc. Vừa nghe được tin này, tôi phi ngựa tới đây để báo cho cậu hay. Từ lúc nghe tin giặc Nguyên Mông sắp tiến đánh Đại Việt lần hai, không đêm nào ta ngủ ngon giấc, lòng canh cánh mong ước được giết giặc báo thù cho nước nhà. Giờ đây thời cơ đã tới, chúng ta hãy mau tới bến Bình Thang, xin cho vua xung trận giết giặc lần này. Bến Bình Thang, tháng 10 năm 1282. Như các khanh đã biết, vua Nguyên cho sứ sang đòi Đại Việt phải cho quân Nguyên mượn đường và cung cấp lương thảo để chinh phạt Chiêm Thành, nhưng thực chất đang âm mưu xâm lược Đại Việt ta lần nữa. Muốn tâu bệ hạ, chúng ta nên chủ động tuyển thêm quân binh, ngày đêm tập trận, sẵn sàng đối đầu với quân Nguyên. Muốn tâu bệ hạ, quân Nguyên có quân đội vô cùng lớn mạnh và tinh nhuệ, đã từng chinh chiến nhiều nơi. Thần chỉ e ý ngại là chúng ta nên chủ hòa hay sao? Đúng vậy, Đại Việt ta nếu đối đầu trực diện với quân Nguyên, có khác nào châu chấu đá voi cơ chứ? Ngài nói vậy, có khác nào bán nước ta cho giặc cơ chứ? Hưng Đạo Dương hãy bình tĩnh. Trẫm biết vào lúc giận nước lâm nguy, lòng người không tránh khỏi hoang mang lo lắng. Tuy thế giặc mạnh, nhưng không phải là không có cách áp chế được chúng. Thực tế đã chứng minh, qua trận đánh quân Nguyên Mông năm xưa, Đại Việt ta đã giành được chiến thắng vang dội trước chúng. Lần này trẫm quyết định trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân. Hãy cho ta vào ý kiến bệ hạ. Không được, nhà vua cùng các tướng lĩnh dương hầu đang bàn chuyện đại sự, những người không phận sự tuyệt đối không thể vào được lúc này. Tại sao bọn ta lại không được vào cơ chứ? Việc đánh giặc là chuyện của toàn dân Đại Việt, đâu phải của riêng ai. Đúng vậy, đất nước lâm nguy, sao bọn ta có thể khoanh tay ngồi một chỗ được chứ? Ngươi hãy vào thưa với bệ hạ cho bọn ta được vào tham gia hợp bàn. Lệnh của vua, không được cho phép ai vào. Các vị thông cảm, chúng tôi không thể làm trái. Hai vị hãy ra về ạ. À, ta là Hoài Văn Hầu, con trai của Trung Thành Dương. Ngươi hãy vào bẩm với hoàng thượng là ta muốn được vào cùng các tướng lĩnh bàn bạc việc nước. Ta nhất định không về đâu. Tôi đương nhiên đã biết quy danh của tướng quân và hai cậu đây, nhưng mà tôi... chúng ta nhất định sẽ không về đâu. Vậy
để ta vào bẩm báo với hoàng thượng. Muôn tâu bệ hạ, bên ngoài kia có Trần Quốc Toản và hoài nhân Dương Trần Quốc Kiệt, xin được vào ý kiến. Muôn tâu bệ hạ, cháu thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin bệ hạ bỏ qua cho. Không sao, tuổi còn nhỏ mà đã có ý chí chiến đấu trong giặc ngoại xâm như vậy là khá lắm, nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Người hãy mang ra ngoài đó báo là trẫm ban cho quả cam này, bảo hai cậu ấy hãy trở về nhà, đợi khi nào đến tuổi bàn việc nước, trẫm sẽ cho vào hộp bàn cung. Tuân lệnh bệ hạ. À, khoan đã. Dạ, bẩm bệ hạ chỉ giáo gì ạ? Nhớ bảo Trần Quốc Toản, cam này là giống cam quý của quần thần dâng lên cho ta, dặn dò Quốc Toản về chăm chỉ ăn nhiều cam nha, vì ăn cam sẽ chống cao lớn, mà có lớn rồi mới giúp được ta việc quốc gia đại sự. Bệ hạ thật đức cao như núi, người quan tâm đến Quốc Toản như vậy, thằng bé chắc sẽ không bao giờ quên ân đức này. Tình hình thế nào rồi? Đức vua cho chúng ta vào rồi phải không? Làm gì mà sốt sắng vậy? Cứ từ từ, hôm nay hai người quả thật là may mắn nha. Vậy là nhà vua cho phép chúng ta vào diện kiến người phải không? Còn hơn thế nữa, đức vua ban lọc cho hai người hai quả cam quý của quần thần dâng lên đức vua. Quả cam quý của nhà vua có khác, chưa bao giờ tôi được cầm trên tay quả cam do chính hoàng thượng ban tặng. Này, ta xin vào gặp nhà vua để bàn chuyện quốc gia đại sự, đâu phải đến xin cam. Ồ hay, thế quả ra ngài chê quả cam của đức vua ban tặng sao? Tôi sao dám chê quà của thánh thượng ban tặng. Nhưng tôi đến đây không phải vì quả cam này. Kìa Trần Quốc Toản, đây là triều đình, quả cam này là của đức vua ban tặng, được ban cam quý là chúng ta đã quá may mắn rồi đó. Đừng nói năng sàng bậy. Đúng vậy, tất cả quần thần quanh nhà vua khi nãy đều trầm trồ rằng đức vua rất yêu mến hai người mới ban quả cam quý như vậy. Dương Kiển, cậu thì hiểu gì chứ? Nhà vua ban cam cho chúng ta chẳng khác nào bảo chúng ta vẫn là đứa trẻ chưa đến tuổi để bàn việc nước. Quốc Toản, quả không hổ danh người là hoài văn hầu, thông minh xuất chúng. Đúng vậy, nhà vua bảo tôi gửi các cậu cam quý và nhắn hãy về chăm chỉ học hành, đợi lớn sẽ cùng nhà vua hợp bàn việc nước. Người còn dặn nhớ về ăn cam thật nhiều để cao lớn trưởng thành. Trần Quốc Toản, quả cam quý vua ban, sao cậu, cậu có thể bóp nát chứ? Quốc Toản, mặc dù hôm nay không được gặp nhà vua, nhưng được người ban cam quý là vinh hạnh của chúng ta rồi. Cậu đừng có cả giận mất hung, lại phạm tội khi quân. Nhà vua đã coi ta như trẻ con, đã không được nhà vua cho phép tham dự vào việc quốc gia đại sự, vậy thì tự ta đây sẽ khởi binh đánh giặc, đuổi sạch bóng quân Nguyên Mông sang xâm lược đại việt ta. Quốc Toản, Quốc Toản, nhìn xem quả cam vua ban trên tay cậu đã thành cái gì thế này. Thôi Dương Kiển và Trần Quốc Toản, hai người hãy mau về đi, đức vua đang hợp bàn chuyện quân cơ đánh giặc, sẽ không thể gặp được đâu. Đừng để chuyện quả cam đức vua ban tặng bị bóp nát thế này loan ra, tôi sợ lại thành chuyện lớn. Muốn chiêu mộ binh sĩ, trước tiên phải làm một lá cờ thể hiện ý chí bất khuất, quyết tâm đánh đuổi quân thù. Làm sao để có thể khơi gợi tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của dân chúng. Phá cường địch, báo hoàng ân, chính là sáu chữ này. Vừa xúc tích lại vừa bao hàm đầy đủ ý tứ mà ta muốn nói. Nghe đồn Trần Quốc Toản dựng cờ chiêu mộ binh mã đánh giặc Nguyên Mông đó, chúng ta hãy mau gia nhập đội quân dưới trướng cậu ấy, đem sức trai ra chiến đấu, bảo vệ đất nước. Đúng vậy, chúng ta thân là nam nhi, lúc nước nhà lâm nguy sao có thể khoanh tay ngồi yên được cơ chứ. Nhà tôi còn bao nhiêu gạo đều mang đến đây ủng hộ binh sĩ đánh giặc. Nhà tôi cũng vậy đấy, chỉ dám ăn ngô khoai, còn gạo để dành nuôi quân. Đúng thế, tất cả mọi người đều một lòng hướng về kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Tôi xin thay mặt toàn thể anh em binh sĩ cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bà con. Tháng 1 năm 1285, nhà Nguyên huy động 50 vạn quân, chia làm 3 đạo quân tiến đánh Đại Việt. Thôi chết rồi, ta đã rơi vào bẫy của quân địch, chạy mau. Mặt non chuẹt thế kia mà cũng đòi đứng đầu đội quân, đây còn lá cờ phá cường địch báo hoàng ân nữa chứ. Đại Việt hết tướng tài rồi hay sao mà lại cử một tên nhãi nhép ra đây chặn đường ta cược chứ?
đừng có nhiều lời làm gì. Hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thay cho bè lũ xâm lược các ngươi. Tất cả xông lên, giết hết bọn chúng, không để cho một tên nào chạy thoát. Xung phong! Những chiến thắng lớn sau đó của quân đội nhà Trần như trận Hàm Tử, Dương Dương, Tây Kết đều có phần đóng góp không nhỏ của Trần Quốc Toản. Trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã hy sinh anh dũng khi chỉ mới tròn 18 tuổi. Vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương.